Không biết là cái tín hiệu anh chị nghe có rõ không chị ha? Rõ thầy ơi. Ừ. Okay. Các anh chị chuẩn bị tâm lý kiểm tra, các anh chị phải đọc kỹ bài mới biết là cái bài nó nằm chỗ nào để biết chỗ dò. Thì sau khoảng 7 giờ rưỡi chúng ta làm kiểm tra nghe. Hôm nay chúng ta có bài là thực hành tốt phần kinh nghiệm phút, viết tắt là chữ GAP là Good Laboratory Practice. Mục tiêu là trình bày được khái niệm, mục tiêu và vai trò của thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc, trình bày được những quy định chính của thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc. Nội dung chúng ta sẽ đi vào ba nội dung. Thứ nhất là phần mở đầu, thứ hai là học về cái thực hành tốt phần kiểm nghiệm thuốc, thứ ba là chúng ta có thẩm quyền thẩm định hồ sơ kiểm tra và cấp giấy chứng nhận. Thì cái phần này chúng ta đọc để biết thôi. Thì cái mà thông tư quy định về thực hành tốt phần kiểm nghiệm thuốc á, hay gọi tắt là một số chỗ GMP á, người ta dịch ra là thực hành tốt phần kiểm nghiệm thuốc, hoặc là một số chỗ dịch ra là thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc, một số chỗ dịch ra là thực hành tốt phần thí nghiệm. Thì hôm nay chúng ta sẽ cử một cục bộ bộ y tế chúng ta ra quy định là mình sẽ học cái ra thuật ngữ luôn, dịch tiếng Việt cũng là mình dùng từ chuẩn cái là thực hành tốt phòng thí nghiệm ha. Tại chữ chữ RIA á, cái chữ RIA thì nãy như viết tắt nãy á, là Good Laboratory Practice, thì chữ L nó chỉ tức nghĩa là phòng thí nghiệm, nói chúng ta dùng cái thuật ngữ là thực hành tốt phòng thí nghiệm. Nên một lúc có đôi chỗ trong bài em để là thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc thì nó cũng là như vậy luôn ha, cũng giống nhau thôi, nhưng quan trọng là có thuật ngữ bộ té ra là thực hành tốt phòng thí nghiệm. Thì cái chữ L là laboratory, thì chữ L là viết tắt chữ laboratory là phòng thí nghiệm, nhưng mà đối với ngành thuốc đặc thù thì người ta gọi là phòng kiểm nghiệm thuốc, thì anh chị sang cũng được hết. Thì thực hành tốt phòng thí nghiệm là bộ nguyên tắc tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng liên quan đến quá trình tổ chức và điều kiện tiến hành nghiên cứu phi lâm sàng. Phi lâm sàng tức là sao? Là chúng ta không có kiểm nghiệm trên, không có thực hành trên con người. Chúng ta phi lâm sàng thì không có làm trên cơ thể con người mà làm trên những dụng cụ thí nghiệm thôi, thì gọi là phi lâm sàng trong hoạt động về dược đối với sức khỏe con người và an toàn môi trường, được lập kế hoạch thực hiện, giám sát, ghi lại, lưu trữ và báo cáo. Thì cái này là gọi là phòng thí nghiệm, cái laboratory gọi là phòng thí nghiệm. Còn cái em đi sai chỗ này, cái là laboratory, đi sai xíu, thiếu chữ O. Còn đây là có chiến lược. Chị có em gì á? Dạ Hả? gọi đây. Em đang học nên gọi không được, em tắt mic cho chị. Hôm đấy người ta ngủ say rồi. À, sẵn tiện luôn này các chị, sẵn tiện luôn cho em, em chút xíu xíu nha. Em đã có học khi khi chúng ta học á, em có công bố số điện thoại của em á, thì cái em có công bố số điện thoại của em á,
thì với anh chị cũng có kết bạn Zalo với em á, thì nếu có anh chị có kho bài á, anh chị cố gắng mà hỏi cho em nếu có kho bài, anh chị hỏi bài em á, thì anh chị hỏi bài em trước, đừng đừng quá trễ nha anh chị, hỏi bài em đừng có hỏi quá trễ. Hôm bữa không biết lớp này, chắc lớp lớp này có một chị bạn gọi cho em, nhắn tin cho em hỏi bài em trúng vào lúc 11 giờ 57 phút tối, lúc đó em đang ngủ. Có hỏi bài thì cũng muốn hỏi bài cho em sớm sớm xíu nghe, nhắn tin mấy tin luôn, mấy tin liên tục luôn, bốn năm năm số tin gì đó em không nhớ rõ, có năm số tin nha, nhắn tin hỏi bài em thầy, cái câu hỏi này trả lời sao thầy, em kiếm tài liệu không ra, nhưng mà câu hỏi em thì có hỏi cho em trước, hỏi cho em trước, hỏi trước em trước sớm sớm đừng quá trễ nha, hỏi đâu mà đúng 11 giờ 57 phút, cái tin cuối cùng là đúng 11 giờ 59 hay 58 phút gì đó, gần bước qua ngày hôm sau. Thì như vậy thì em cũng rất là khó ngủ, có hỏi hỏi có hỏi thì hỏi hỏi trong sớm giùm em cái nghe, đi tội ngọt tội nghiệp em á. Thì chiến lược đảm bảo chất lượng thuốc toàn diện, chưa cho thì cuối giờ cho. Thì về nguyên liệu ban đầu, nguyên liệu ban đầu thì chúng ta có nguyên liệu ban đầu thô chưa có gì hết, thì chúng ta qua quá trình sản xuất chúng ta sẽ được ra sản phẩm cuối cùng, chúng ta là thuốc á, là chúng ta lưu giữ trong kho, và từ sản phẩm trong kho kho của nhà máy xí nghiệp á, thì nó sẽ được lưu thông phân phối tới nhà thuốc hoặc là tới bệnh viện hoặc tới những công ty khác. Thì ở đây nó là sản phẩm của nhà cái mình nội dụng từ nhà thuốc á, nhưng mà nó rộng ra có thể là từ từ công ty sản xuất hay là tới những công ty phân phối hoặc là tới những bệnh viện. Rồi từ cái nhà thuốc hoặc là bệnh viện sẽ tới tay người tiêu dùng, thì cái từ nguyên liệu ban đầu tới sản phẩm, tới khi nó sản xuất cái sản phẩm trong kho của nhà máy xí nghiệp ấy, thì ở đây là nó thành thành nó sẽ theo cái nguyên tắc là thành tốt sản xuất thuốc, sản xuất thuốc viết là tắt là GMP. Còn từ sản phẩm trong kho, sản phẩm trong kho nhà máy xí nghiệp tới nhà thuốc hoặc là tới bệnh viện hoặc tới những công ty phân phối khác ấy, thì ở đây nó sẽ tuân theo nguyên tắc là sản tốt phân phối thuốc là GDP. Rồi từ từ nhà thuốc sẽ tới người tiêu dùng ra nguyên tắc là GDP là sản tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Rồi trong suốt quá trình này thì nó phải thực hiện theo nguyên tắc là sản tốt bảo quản thuốc, rồi cứ tắt chữ là GSP. Rồi từ nguyên liệu ban đầu tới sản phẩm trong kho thì nó sẽ được thực hiện theo nguyên tắc là sản xuất phòng thí nghiệm. Thì mục đích của cái bộ nguyên tắc sản xuất phòng thí nghiệm là giúp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống các phòng kiểm nghiệm thuốc trên cả hai mặt quản lý nghiệp vụ và quản lý kỹ thuật, và các quản lý nhà nước và doanh nghiệp thứ là từ công ty sản xuất ra tự thí nghiệm kiểm nghiệm không sản phẩm của họ. Rồi, chức năng phòng thí nghiệm là đánh giá một loại thuốc có đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký hay không. À, cái này thì chúng ta cũng đã quá rõ rồi, tức là thuốc chúng ta trước khi sản xuất, trước khi được sản xuất thì người ta sẽ gửi cái hồ sơ đăng ký thuốc lên cục quản lý dược để cục quản lý dược cấp cho chúng ta giấy phép đăng ký lưu hành. Từ đó chúng ta mới được phép và sản xuất ra hàng loạt. Rồi, phần kiểm nghiệm sẽ là một công cụ đắc lực cho công tác quản lý chất lượng. Nguyên tắc thực hành tốt phần kiểm nghiệm thuốc thì hồi nãy em nói ha, thì một số chỗ chúng ta dịch ra là thực hành tốt phần thí nghiệm, còn một số chỗ dịch ra là thực hành tốt phần kiểm nghiệm thuốc. Thì cái phòng thí nghiệm đó bộ tiết dịch ra như vậy, thì nhưng mà đặc thù của ngành dược của mình thì mình gọi là phòng kiểm nghiệm thuốc, thì dịch vậy sao cũng hiểu được ha. Vì vậy muốn dùng từ là thành GMP cách dịch ra là thành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc cũng được, hay thành tốt phòng thí nghiệm cũng được. Còn đặc thù ngành dược chúng ta dịch rõ là ra là dịch rõ.
ra là thực hành tốt phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm thuốc thì ok, không có định hết. Thì cái nguyên tắc thực hành tốt phòng thí nghiệm thuốc thì áp dụng cho các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp làm nhiệm vụ kiểm nghiệm thuốc, hoặc là phòng kiểm nghiệm thuốc độc lập của cái cơ sở người ta sản xuất ra, người ta tự kiểm nghiệm cái sản phẩm của họ. Rồi giải thích trong cái thông tư này có cái giải thích thuật ngữ thì các anh chị đọc để nắm và để biết ha. Rồi đơn vị kiểm nghiệm là một bộ phận của phòng kiểm nghiệm thuốc được chuyên môn hóa để thực hiện các phân tích theo một kỹ thuật chung. Rồi hệ thống chất lượng bao gồm mục tiêu, chính sách, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quy trình và nguồn lực để đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng nội bộ và các mối quan hệ với khách hàng. Rồi chúng ta có thuật ngữ là báo cáo kết quả phân tích. Báo cáo kết quả phân tích là tổng hợp các kết quả thử nghiệm và kết luận đối với mẫu được kiểm nghiệm. Chúng ta kết luận là coi thử là các kết quả chúng ta làm ra, và sau chúng ta kết luận coi cái mẫu thử có đó có đạt với cái tiêu chuẩn chất lượng mà chúng ta đã đăng ký với cục quản lý dược hay không. Rồi báo cáo kết quả phân tích được ban hành bởi phòng kiểm nghiệm và căn cứ vào hồ sơ kiểm nghiệm. Tiêu chuẩn chấp nhận của kết quả phân tích thì các giá trị được xác định trước và các giá trị được xác định trước và được văn bản hóa, mà kết quả phân tích phải nằm trong giới hạn hoặc vượt giới hạn được nêu trong tiêu chuẩn chất lượng. Các anh chị hiểu dùm em ở chỗ là, tức là ví dụ như cái giá trị được xác định trước là sao, ví dụ như có cái khoản gọi là đạt gọi là phải nằm trong khoảng nào đó, giống như hôm nay chúng ta học. Còn cái đó là còn chỗ cái chữ mà vượt giới hạn á, thì là vượt giới hạn các chị đừng có hiểu là nó sẽ vượt cái khoản đó nha, là vượt ngoài khoản đó là không phải. Tức là vượt giới hạn là sao, tức là ví dụ như tiêu chuẩn đó người ta yêu cầu như vậy nhưng mà chúng ta làm tốt hơn cái đó là được, chứ không phải là cái khoản giới hạn là cái khoản mà nó ví dụ chúng ta đạt trong khoản đó thì đạt, còn nếu chúng ta mà cái tiêu chuẩn chúng ta cao hơn tí xíu á thì nó cũng là đạt luôn, chứ không phải là các anh chị đừng có hình dung là nó ngoài khoảng giới hạn rồi chúng ta không có đạt. Không phải, chỉ là khoảng giới hạn tức là cái khoản mà cái tiêu chuẩn cho phép, dù tiêu chuẩn phép trong đó mà chúng ta cứ hơn tiêu chuẩn xíu làm tốt hơn thì cũng là đạt. Còn khi chúng ta có cái khoản mà hôm nay chúng ta học, ví dụ là trong độ ôm đề hàm lượng hay độ ôm đề khối lượng đó mà nó ngoài khoảng cho phép thì không đạt, còn là giới hạn giờ giới hạn tiêu chuẩn á, ví dụ chúng tiêu chuẩn nó thấp mà chúng ta đặt chuẩn cao hơn thì là cũng được. Đây là hệ thống phân tích là một thiết bị hoặc tập hợp hoặc chỉnh các thiết bị được dùng để tiến hành các phân tích trên một mẫu. Ví dụ chúng ta có cái thiết cân, cân các anh chị để em tí xíu chị ha.
Thì đây ví dụ đi, mình có cân phân tích nè, rồi có thiết bị kiểm nghiệm về cái định lượng về mã VOC, máy máy mà sắt ký lỏng thì đang cao, rồi mình cái mấy cái máy quang phổ. Lô sản xuất là một lượng thuốc được sản xuất ra trong một chu kỳ sản xuất đồng nhất và được ghi một ký hiệu của lô. Đây là ký hiệu của lô. Rồi đơn vị lấy mẫu. Chúng ta học lại cái phần mà ta nhắc sơ về cái phần mà hôm bữa chúng ta học cái bài mà công tác tiêu chuẩn thuốc á. Công tác kiểm nghiệm thuốc thì đơn vị lấy mẫu là một phần của lô sản xuất như một gói, một số hộp hay một số thùng nguyên vẹn hoặc không nguyên vẹn được chọn ra để lấy mẫu. Dù mình có là các cái hộp, cái gói, cái hộp hoặc cái thùng. Rồi mình có ba mẫu ban đầu, mẫu riêng, mẫu chung, mẫu cuối cùng, mẫu phân tích, mẫu lưu. Thì cái phần này chúng ta học là khá là rõ, khá là kỹ trong cái bài mà công tác kiểm nghiệm thuốc ha. Thì thôi mình nhắc sơ ha, mẫu ban đầu là một lượng thuốc được lấy ra từ một đơn vị lấy mẫu. Rồi rồi mình có cái mẫu riêng. Mẫu riêng là một lượng thuốc được tạo thành bằng cách trộn các mẫu ban đầu với nhau. Mẫu chung là một lượng thuốc được tạo thành bằng cách trộn lẫn các mẫu riêng với nhau. Mẫu cuối cùng là mẫu cuối cùng là một phần của mẫu chung để tạo ra mẫu phân tích và mẫu lưu. Đó. Thì mẫu phân chúng ta chia ra mẫu phân tích, mẫu lưu ha. Rồi thì mình có mẫu lô thuốc nè, mình có mẫu riêng, mẫu chung, rồi mình có gọi là cái mẫu trung bình thí đây nó gọi là mẫu trung bình thí nghiệm. Thì ở đây mẫu trung bình thí nghiệm ta còn hay gọi là mẫu cuối cùng á. Rồi chúng ta có thể chia làm 3 phần. Một phần là chúng ta lưu tại cơ sở kiểm nghiệm, hoặc là một phần chúng ta có thể chia làm 3 phần. Một phần là chúng ta lưu tại cơ sở kiểm nghiệm, một phần là chúng ta sẽ lưu lại cái cơ sở của chúng ta, một phần có thể chúng ta lưu lại ở cái nơi, một phần chúng ta gửi đi lấy kiểm nghiệm, và một phần chúng ta có cái mẫu lưu ở thanh tra. Rồi chúng ta phải lưu tại bộ phận kiểm nghiệm hoặc là mẫu để làm kiểm nghiệm. Nói chung là cái phần này là cái phần chúng ta đã học khá là kỹ trong cái bài kiểm nghiệm thuốc rồi. Về quản lý và cơ sở tầng thì nó có gồm có những mục sau. Thứ nhất là nó phải có cái tổ chức và quản lý, rồi phần thứ hai là quản lý chất lượng, thứ ba là kiểm soát tài liệu hồ sơ, thứ năm là thiết bị xử lý dữ liệu, sáu nhân sự, nhà xưởng, thiết bị máy móc và dụng cụ, hợp đồng lao động, rồi các thuốc thử, các chất đối chiếu và vật liệu đối chiếu, sự hiệu chuẩn, đánh giá hiệu năng và thẩm định thiết bị dụng cụ và có sự truy xuất nguồn gốc. Rồi về quy trình thao tác, phần 3 quy trình thao tác chúng ta có quy trình là nhận mẫu, rồi có hồ sơ kiểm nghiệm thuốc, rồi phải có thẩm định quy trình phân tích, có thử nghiệm, đánh giá kết quả thử nghiệm, rồi phiếu kiểm nghiệm, mẫu lưu. Phần thứ tư là cái phần mà cuối cùng là phần an toàn, gồm các quy định chung về an toàn trong kiểm nghiệm thuốc, an toàn cho thứ nhất là an toàn cho cái mẫu đó là không có được nhiễm tạp chất hay không được nhiễm khuẩn trong quá trình chúng ta tiến hành kiểm nghiệm thuốc, hoặc là cái nữa là an toàn cho người làm công tác kiểm nghiệm thuốc. Mình nói về cái phần mà tổ chức và quản lý ha. Đầu tiên thì tổ chức quản lý là phần thí nghiệm hoặc tổ chức mà nó là một phần là một đơn vị có tư cách pháp nhân được phép hoạt động một cách hợp pháp và có trách nhiệm về mặt pháp lý. Thì phòng thí nghiệm phải có cái nhân sự quản lý và kỹ thuật và phải có sự nguồn lực cần thiết, có cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn và mối liên hệ với tất cả các nhân viên và thực hiện đánh giá hiệu quả công việc. Rồi nhân sự phải có sự phù hợp, phải có là cấp lãnh đạo, cấp trưởng, cấp phó, rồi quản lý chủ chốt, rồi phải có đảm bảo truy xuất nguồn gốc của các mẫu thử. Rồi
có duy trì một hệ thống cập nhật đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn chất lượng và các tài liệu liên quan, phải có quy trình để đảm bảo tính bảo mật. Thì yêu cầu nhân sự thì bắt buộc nhân sự phải có cái đủ và được đào tạo thích hợp. Các kiểm nghiệm viên là người thực hiện kiểm nghiệm thuốc á, bắt buộc phải có bằng cấp là tối thiểu đại học hoặc là sau đại học. Rồi đối với những kiểm nghiệm viên trung học là người ta không phải kiểm nghiệm viên, kỹ thuật viên trung học là người ta làm những cái công tác mà không phải là kiểm nghiệm thuốc, ta phụ việc, gọi là phụ việc đi, thì là chỉ có thể tốt nghiệp trung học chuyên ngành, tốt nghiệp trung học thôi cũng được, hoặc là đào tạo cơ bản về kiểm nghiệm, hoặc là còn công dân kỹ thuật là sơ học hoặc học ngày 1 năm. Rồi cái số lượng mình tỷ lệ mà đại học trung học là đối với cái kiểm nghiệm hóa lý là 1:3, còn đối với kiểm nghiệm mà về mặt sinh học hoặc vi sinh á, sinh học vi sinh chúng ta học về kiểm nghiệm, ví dụ như học chúng ta học về cái độ vi khuẩn hoặc là chỉ nhiệt tố á, hoặc là chất kích số, độ vi khuẩn và giới hạn vi khuẩn á, thì đó là về kiểm nghiệm về mặt sinh học hoặc vi sinh. Thì cái tỷ lệ này chị tham khảo thôi, nhưng mà chị phải nhớ giúp em là kiểm nghiệm viên thuốc bắt buộc là phải đại học hoặc sau đại học, còn những kỹ thuật viên là người ta chỉ phụ việc thôi chứ người ta không phải làm chính, thì có thể tốt nghiệp trung học cũng được. Rồi cán bộ quản lý và kỹ thuật có kinh nghiệm trong phân tích thuốc và quản lý phòng thí nghiệm thuốc phải ở thực nghiệm thuốc hoặc lĩnh vực công nghiệp, thì người đứng đầu phòng thí nghiệm phải chịu trách nhiệm về phiếu kiểm nghiệm và báo cáo kết quả phân tích. Cái người mà đứng đầu phòng thí nghiệm thì bắt buộc là người ta phải chịu trách nhiệm về phiếu kiểm nghiệm và báo cáo kết quả phân tích, nên nhân viên mà dù mình làm sai thì cái người mà lãnh đạo phải chịu. Nhưng bắt buộc vậy, cái người lãnh đạo phải có sự sâu sát và cái sự gọi là phải sâu sâu sát với nhân viên của mình, và nữa là phải đảm bảo cái vấn đề kiểm nghiệm phải nghiêm túc và phải thực hiện được nghiêm túc, không được sai sót. Nên bởi vậy phải có quy trình thao tác chuẩn đầy đủ, cụ thể và rõ ràng. Thì đây ví dụ như một cái nền hình mà mình lấy trên mạng, ví dụ như là Sở Y tế Đà Nẵng, thì mỗi mỗi tỉnh mỗi thành mỗi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thì phải có cái phòng, đều có cái cơ sở kiểm thuốc hết, thì sẽ có, đây là cái nghĩa là mỗi tỉnh hoặc thành mỗi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thì bắt buộc người ta sẽ có cái trung tâm kiểm nghiệm thuốc của tỉnh hoặc thành phố. Thường thường là giám đốc trung tâm kiểm nghiệm thuốc sẽ là trưởng ban quản lý chất lượng, hoặc là kiểm tra trưởng ban quản lý chất lượng kiểm tra, rồi phó giám đốc trung tâm kiểm nghiệm sẽ là phó trưởng ban quản lý chất lượng hoặc là kiểm tra. Rồi sẽ có bộ phận là phụ trách quản lý kỹ thuật, là phụ trách quản lý chất lượng. Rồi sẽ chia ra, dù chia ra sẽ có là phòng tài chính, hành chính, kế hoạch tài chính, phòng tổ chức hành chính, thì kế hoạch tài chính là phòng kiểu là phòng hành chính thôi. Thứ hai là phòng kiểm nghiệm hóa lý mỹ phẩm, phòng kiểm nghiệm nông dược dược liệu, phòng kiểm nghiệm vật lý vi sinh, chia ra vậy. Anh chị nhớ giúp em là bắt buộc tất cả các trung thành các thành phố hoặc là thành phố tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương thì bắt buộc phải có cái phòng, phải có trung tâm kiểm nghiệm thuốc. Thì về phần mà quản lý chất lượng, mục đích là nhằm đảm bảo hoạt động của phòng kiểm nghiệm tuân theo nguyên tắc GMP. Nội dung là các mục tiêu, quy định, phương pháp và các hướng dẫn nhằm đảm bảo chất lượng của các kết quả phân tích. Chương trình, quy trình và hướng dẫn công việc được mô tả, các tài liệu được phổ biến, các thành phần của hệ thống nên được ghi thành văn bản. Rồi, hệ thống quản lý chất lượng nó sẽ chia ra phần là, thứ nhất là phải được đánh giá của hệ thống và theo định kỳ. Chúng ta phải có cái kết quả đánh giá và các biện pháp chấn chỉnh để cho chất lượng kiểm nghiệm thuốc đang được đảm bảo.
và có sự thanh tra nội bộ hoặc là có sự thanh tra ở phía bên sở y tế bên ngoài thanh tra của cái nội bộ của mình ha. Rồi phải được ghi chép. Được ghi chép lại trong hệ thống hồ sơ lưu trữ. Về lãnh đạo là báo. Báo thanh tra đánh giá nội bộ và bên ngoài và bất kỳ một hành động tiếp theo được yêu cầu nhằm khắc phục thiếu sót, và lãnh đạo của phòng trung tâm ở phòng thí nghiệm đó phải xem xét nguyên nhân kết quả của các hoạt động điều tra hoặc là sau chúng ta sẽ có những cái hành động khắc phục. Rồi mặt có sổ tay chất lượng ha, chúng ta có tuyên bố về danh sách chất lượng tổ chức nhân sự phòng thí nghiệm, giống như nãy nói là phải có được phải có bằng cấp, rồi phải có chuyên môn nghiệp vụ và phải được đào tạo, phải có hoạt động vận hành và chức năng liên quan đến chất lượng. Rồi sơ đồ cấu trúc của tài liệu được sử dụng trong hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm, quy trình quản lý chất lượng nội bộ, chính sách cho thanh tra nội bộ và thanh tra bên ngoài. Như thanh tra nội bộ chính là tự chúng ta thanh tra chúng ta, còn bên ngoài tức là có bên sở y tế hoặc là bộ y tế thanh tra của cơ sở mình. Chính sách cho việc thực hiện và kiểm tra hành động khắc phục và phòng ngừa. Rồi. Chính sách xử lý khiếu nại, ví dụ như là chúng ta phải đề ra cái chúng ta nghĩa là chúng ta phải đề ra những tình huống, ví dụ như là có cái xử lý khiếu nại thì chúng ta phải quy định làm sao, ví dụ mà đã lỡ dư chừng mà chúng ta có đưa kết quả kiểm nghiệm mình ra rồi rồi rủ người ta có không đồng ý người ta khiếu nại mình thì mình phải có những cách xử lý khiếu nại, chứ tới lúc đó mà chúng ta không có động thái, chúng ta không có chuẩn bị từ đầu á, tới đó là khiếu nại rồi chúng ta không biết xử lý sao. Một xe có được nói chuyện không? À, có được. Sao im rồi? Rồi, chính sách thực hiện việc xem xét của lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng. Chính sách lựa chọn, thiết lập và phê duyệt quy trình phân tích. Chính sách xử lý kết quả ngoài tiêu chuẩn chất lượng, viết tắt là out OS, đây là out, nơi viết tắt là out of standard, tức là ngoài cái tiêu chuẩn chất lượng. Ví dụ chúng ta ví dụ là có tức là chúng ta coi ngoài cái chất lượng, ví dụ chất lượng chúng ta đưa ra ban đầu á là nằm trong khoảng đó, bây giờ có những số điểm ra ra ngoài và nó vượt cái ngoài khoảng đó luôn, nhưng vượt hoàn khoảng tiêu chuẩn luôn, thì đó với những kết quả hay những con số số liệu đó mà nó vượt ra ngoài tiêu chuẩn chất lượng á, thì chúng ta xử lý kết quả hay sao, chúng ta có biện pháp làm lại hay là biện pháp khắc phục hay coi gì đó, thì đó là chúng ta có chính sách đó. Rồi, cái sách cho việc sử dụng chất đối chiếu và vật liệu đối chiếu. Thì tí nữa em sẽ giải thích cụ thể cho anh chị là chất đối chiếu là gì. Rồi, chính sách tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo phù hợp và hợp tác thử nghiệm và đánh giá hiệu năng của phòng thí nghiệm áp dụng cho phòng thí nghiệm kiểm nghiệm thuốc quốc gia nhưng có thể được áp dụng cho phòng thí nghiệm khác, và chính sách chọn nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp. Rồi tới phần kiểm soát tài liệu. Hồ sơ tài liệu là một phần thiết yếu của hệ thống quản lý chất lượng. Là chúng ta làm gì chúng ta có tài liệu hết á, phải hồ sơ tài liệu. Dựa vào đó chúng ta căn cứ dựa vào đó chúng ta làm căn cứ tiến hành các cái thử nghiệm của mình, và từ đó chúng ta cũng căn cứ để giống như Kim Việt Nam để hướng dẫn chúng ta làm việc. Ví dụ như chúng ta mở nhà thuốc thì chúng ta phải có cái phải có tài liệu về cái tài liệu về về tra cứu thông tin thuốc, và phải có tài liệu máy tính kết nối internet để nhận trình tra cứu, rồi dược thư quốc gia Việt Nam bất tập đó, tức là có tài liệu.
Rồi, chúng ta phải nên thiết lập và duy trì quy trình để kiểm soát và xem xét tất cả tài liệu. Rồi, chúng ta có một mã định danh duy nhất cho từng tài liệu kỹ thuật hợp chất lượng. Rồi, chúng ta có các quy trình thao tác chuẩn, viết tắt là Standard Operating Procedure, và có nhân viên đảm đương phù hợp. Rồi, tài liệu được lưu trữ, cập nhật và được rà soát theo yêu cầu. Tức là tài liệu chúng ta đâu có nào mà có tài liệu đó xài hoài từ năm này năm nọ đâu. Chúng ta phải có sự mà cập nhật. Tại vì mỗi thời điểm cái kiểm nghiệm khác nhau, và mỗi thời điểm nó có cái sự thay đổi và cập nhật với theo xu hướng của thế giới, thì chúng ta phải có cái sự cập nhật. Thì đối với các tài liệu mà không có còn hiệu lực thì chúng ta phải bỏ đi và thay thế bằng cái và phải bằng thay thế nhanh chóng bằng tài liệu có hiệu lực. Rồi, các tài liệu về chất lượng bao gồm các hồ sơ được lưu giữ lại trong thời gian tối thiểu là 5 năm, và có một hệ thống về kiểm soát thay đổi để thông báo cho đội ngũ nhân viên về các quy trình mới và sửa đổi. Ví dụ như quy trình thao tác chuẩn á, thì có thể là thời điểm này nó phù hợp, nhưng thời điểm một năm hoặc 2 năm 3 năm sau, thời gian sau nó không còn phù hợp nữa, thì bắt buộc là cái cơ sở kinh nghiệm chúng ta phải có bộ phận hoặc là một đội ngũ nhân viên phải rà soát các quy trình đó và phải cập nhật nhanh chóng, kịp thời, kịp tiến độ. Và khi cập nhật được rồi, chúng ta phải cái quy trình cũ không còn xài được nữa, phải bỏ ngay và thay thế bằng quy trình mới hiệu lực, càng nhanh càng tốt, nhanh nhất có thể. Thì là chúng ta nói sơ về cái quy trình thao tác chuẩn, về các lợi ích của quy trình thao tác chuẩn là giúp chúng ta có cái rất nhiều cho công tác quản lý chuyên môn. Tại sao quy trình thao tác chuẩn là người nào cũng làm giống người nào hết, dựa vào đó mà làm. Thời gian làm thí nghiệm, ví dụ thời gian làm thí nghiệm bao lâu phút, sấy ra bao lâu, rồi nhiệt độ bao nhiêu, rồi dùng thiết bị gì, dung môi gì, tất cả trong đó nó có ghi hết. Chúng ta cứ dựa vào đó thôi làm, để đảm bảo có sự đồng nhất giữa người này người nọ, giữa người này với người khác, cùng giống nhau luôn, chứ mà ai muốn làm gì làm. Nó cũng giúp cho việc giám sát coi chủ đích việc thực hiện nhiệm vụ, rồi giúp tạo cơ sở cho việc xây dựng các hồ sơ lưu trữ và tài liệu cần thiết. Nó giúp tạo điều kiện đơn giản và chuẩn hóa việc huấn luyện nhân viên, tức là cứ lấy cái đó ra nhân viên nào cũng làm đi chăng nha luôn thì dễ. Nó là cái chuẩn ai cũng phải làm theo. Nhân viên vô chỉ cần nhân viên vô thì cứ lấy chương trình đó mà đào tạo họ. Rồi, giảm rủi ro khi có nhân viên, khi có sự thay đổi nhân viên hoặc là nhân viên nghỉ việc. Thì nhân viên, nếu có nhân viên mới vô thì mình lấy quy trình đó cho nhân viên đọc học, lấy quy trình đó đào tạo nhân viên, cho nhân viên học rồi cho nhân viên thực hành theo, thì nó cũng có giảm cái sự mà giảm cái sự mà gọi là giảm sự bất ngờ, giảm cái sự mà bất ngờ, giảm cái sự mà thiếu hụt nhân viên, hoặc là những cái giảm giảm sự thiếu hụt nhân viên, hoặc là giảm cái sự mà gọi là cái thời điểm mà nhân viên nghỉ rồi sợ thiếu nhân lực, thiếu nhân sự, thì cũng giảm cái vấn đề đó thôi. Chứ nếu chúng ta không quy định thao tác chuẩn, lỡ nhân viên làm quen rồi, làm xong rồi xong nó nghỉ, thì chúng ta đâu có cái đâu có tạo được, đâu có rất là nó nghỉ vô, thì chúng ta phải cần thời gian đào tạo nhân viên mới. Mà bây giờ khi chúng ta có cái quy định thao tác chuẩn rồi thì nhân viên mới chỉ cần nhìn vào thao tác chuẩn, người ta làm theo thì cũng là được, ok. Rồi giúp ích cho việc giải quyết những vấn đề nảy sinh sau khi có sự thiếu sót chất lượng trong hoạt động. Hồ sơ thì thiết lập và duy trì quy trình cho việc xác định, lưu trữ, thu thập
một là khóa, thu hồi, bảo quản, xử lý và truy cập đối với tất cả hồ sơ chất lượng và tài liệu kỹ thuật khoa học, lưu trữ toàn bộ thông tin kiểm nghiệm, các tính toán và dữ liệu được trích xuất, các báo cáo hiệu chuẩn, thẩm định, đánh giá và kết quả cuối cùng. Đối với các anh chị, cái phần này chị học cho em nha. Chú ý, thông thường thì thời gian lưu trữ của hồ sơ mà chúng ta còn sơ kinh nghiệm lúc đó thì chúng ta lưu giữ bằng cách là thời gian lưu giữ thường là thông thường là khoảng là thời hạn sử dụng của thuốc đó chúng ta cộng thêm 1 năm nữa. Rồi, đối với sản phẩm nghiên cứu thì phải tức là sản phẩm chưa có ra thị trường á thì chúng ta là 15 năm. Rồi, hồ sơ gốc được lưu trữ phải đảm bảo an ninh nha, chứ mà chúng ta lưu trữ xong là thằng hàng nào đó bị mất luôn không được, phải có sự an ninh, phải bảo quản cẩn thận nha. Rồi, các báo cáo chịu quản lý chất lượng phải bao gồm các báo cáo thanh tra nội bộ và thanh tra ngoài nếu có, và xem xét của lãnh đạo cũng có sẽ khiếu nại và điều tra, bao gồm các hồ sơ hành động khắc phục và phòng ngừa. Rồi, chúng ta có thiết bị xử lý dữ liệu, thẩm định hệ thống máy tính và phần mềm xử lý dữ liệu. Tức là sau khi chúng ta kinh nghiệm xong, chúng ta có dữ liệu thì chúng ta phải có thiết bị mà giúp chúng ta xử lý dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn, kiểm soát tốt. Quy trình được xây dựng và thực hiện để tạo lập tài liệu hóa và kiểm soát thay đổi thông tin và được lưu trữ trong hệ thống máy tính. Rồi, nếu dữ liệu điện tử cần được sao lưu tích hợp định kỳ theo quy trình đã văn bản hóa. Rồi, dữ liệu mà được sao lưu nên có thể phục hồi và lưu trữ trong một cách như vậy để ngăn ngừa mất dữ liệu. Về phần nhà xưởng tức là nhà xưởng tức là cái nơi để chúng ta thực hiện cái phần kiểm nghiệm thuốc á, thì nó được thiết kế phù hợp đảm bảo đủ diện tích cho công tác kiểm nghiệm thuốc. Các phòng chuyên môn riêng biệt cho các kiểm nghiệm khác nhau, ví dụ như là vi sinh rồi hóa sinh rồi hóa lý khác nhau. À, có cái phòng bảo quản thuốc thử chất chuẩn và khu vực dưới dung môi cháy nổ. Nên, tức là dung môi cháy nổ phải để riêng nha, nhớ mấy cái này chúng ta phải để riêng, đặc biệt là dung môi cháy nổ chứ phải để khu vực riêng, tại vì để riêng bảo riêng chứ mà cháy nổ mà để chung luôn là hồi này cháy nào cũng hay nha. Nếu anh chị nào có làm bệnh khoa gì bệnh viện hoặc là nhà ta làm khoa gì bệnh viện đi, nhà đó dung môi cháy nổ chúng ta để khu vực riêng tách biệt hoặc còn muốn chung được. Ok, nếu mà về cái nguyên tắc mà nhà xưởng của cái nguyên tắc nhà công tác bảo quản thuốc của nhà xưởng mà để chứa dung môi cháy nổ thì người ta cái nền á là người ta làm cái nền cát hoặc là nền cát hoặc là cái nền mà cái nền tức là cái nền giữa cái nền những cái nền, thường là nếu đúng á là người ta để trên cái nền cát hoặc là cái nền mà cái gạch á có khe hở á. Ừ. Và cái trần nhà ta làm thì không có kiên cố, tức là kiên cố nhưng mà trần nhà gọi sao ta, nôm na là cái trần nhà kiên cố nhưng mà nó không phải đúc cái bê tông mà cứng cáp, mà kiểu như là kiểu đóng là cái mái trên mà đóng là phong cái mái, kiểu như không phải phải là cái
tức là cái trần nhà của khu vực mà chứa cái dung môi cháy nổ á, của cái dù trong bệnh viện đi hoặc là trong những cái chỗ mà công ty lớn mình cháy nổ á, cái kho để chứa cháy nổ, thì người ta có hai cái quy định á, là cái nền tốt nhất là nền nền nền, nền mà tốt nhất là để cái nền thao cho mà những có khe hở á. Và cái nữa là còn cái trần nhà thì không có được, tốt nhất là không có nên dùng cái đúc đúc bê tông cố định cứng cứng cáp, làm sao để chi để khi mà dù có sao mà có cháy nổ á, có cháy nổ cháy mà nổ lên á, thì khi mà cái trần nhà nó không có nó không phải là cái tình nền bê tông á, thì khi nó nổ dâng lên á, thì áp lực khí tống ra thì nó dâng lên trời luôn, thì nó học có nó đỡ một phần. Chứ nếu chúng ta cái nền mà nó cứng á, nó cố định mình cứng chắc, ví dụ bê tông có thép cứng đi, thì khi nó nổ á, nó cháy nó nổ thì là nó sẽ tạo cái lực nó khi nén dần về bốn phía, bốn phía ngang, ví dụ cái thị trường ngang bốn phía ra, thì cái tốc độ nó là ảnh hưởng rất là lớn. Anh chị hình dung ha, dù nó nổ cái tốc độ nó chỉ ra bốn phía, rất là nó sẽ ảnh hưởng với xung quanh. Còn khi mà ví dụ như mà cái trần nhà mà làm mà kiểu như là cái ngói, ví dụ em nói ví dụ nghe, ví dụ làm nếu chúng ta làm cái máy tôn á, hoặc là tôn phải đóng, chúng ta đóng lập phòng phía trên á, đóng lập phòng phía trên thì chúng để chúng ta kiểm soát độ ẩm kiểu gì đi, thì cái máy tôn á đóng lập phòng lên, thì khi nó cháy dù nó có cháy có nổ thì nó cũng dâng lên, nó thoát ra ngoài luôn, nó không có tạo áp lực về bốn phía. Chị kiểu gì đó chị, trong cái người ta trong nguyên tắc mà chúng mình để kho cháy nổ là không, nếu mà trong môi trường bệnh viện nha thì kho cháy nổ khu vực riêng. Ê, nếu chị có làm bệnh viện thì sẽ dùng ra là hoặc là nhằm nhà máy xét nghiệm là dùng ra đối với kho cháy nổ, thì chúng ta không thể nào để chung với thuốc thường được, không để chung với đường không, không để chung với cái nó không nằm ở trong cái khoa dược, cái kho gần kho thuốc luôn, mà nằm ở kho riêng, kho cháy nổ riêng, dù kho chứa cồn hay kho chứa cồn hoặc phóng mon, cái gì đang bị dễ cháy á, những dung môi hữu cơ dễ cháy để khu vực riêng ha. Và khu vực đó cái trần nhà thì không có làm mà phải kiên cố, dùng từ kiên cố ha, mà cái chị nghĩ kiên cố tức là không phải là trần nhà mà đúc bê tông cứng cáp quá cứng nhắc, mà dùng cái trần nhà làm cái mái tôn, hoặc là mái tôn xong người ta dùng la phông người ta đóng phía trên, làm sao cho nó không phải mà cứng quá cứng, nó không phải quá kiên cố, mà nó cũng phải đảm bảo đầy đủ công năng công dụng để bảo quản thuốc nha, chứ không phải ấy. Nhưng mà ý đó là không kiên cố ở đây tức nghĩa là em anh chị hình dung là làm sao, cái từ không kiên cố ở đây các anh chị hiểu cái nghĩa là làm sao mà dù có nổ á, thì nó dâng lên mà nó có trần nhà thể thoát được á, thoát ra thì nó sẽ ít ảnh hưởng lên cái bốn phía ngang, những phía mà những chiều chiều ngang, mà nó nếu có nổ thì dâng lên cái dâng lên luôn, thì là nó không có anh nó không có đại cái sự mà ảnh hưởng bên phía xung quanh, nó nổ lên một lần thôi, nó nổ lên trên thôi thì là cái áp suất nó nổ lên phía trên chứ không phải áp suất tản ra phía ngang, thì nó cũng đỡ ảnh hưởng tới những cái chỗ khác, chị hiểu ha. Rồi môi trường làm việc không ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo, ví dụ là thử vi sinh hoặc hóa sinh vi sinh gì đó, thử đồ nhiễm khuẩn á, làm sao chúng ta phải tránh được sự nhiễm chéo. Rồi việc đi lại của nhân viên và sử dụng phòng kiểm nghiệm, việc đi lại của nhân viên và sử dụng phòng kiểm nghiệm phải được kiểm soát, chứ không phải nhân viên muốn đi đâu đi hay là làm gì ăn uống rồi hoặc là ăn uống rồi trong phòng không được, cứ là phải, nhân viên đi tới lui phải có những cái sự mà quản lý phải phù hợp, chứ ví dụ như nhiên đi tới lui rồi nó mang giày nó mang tới đó giày nó mang rồi hay là nó đi đi nó không có được cái đang đi đi lung tung luôn thì nó dễ gây nhiễm chéo vào cái mẫu thử chúng ta. Rồi thiết bị máy móc và dụng cụ thì phòng thí nghiệm phải trang bị các thiết bị phân tích phải phù hợp với phương pháp kiểm nghiệm và phải đáp ứng được yêu cầu kiểm tra chất lượng, thiết kế và cấu tạo thiết bị phải cho phép giảm thiểu tối đa sai số, cho phép việc làm vệ sinh cũng như bảo trì được dễ dàng. Rồi các thiết bị phân tích tự động
và phần mềm theo dõi và phần mềm kèm theo phải cho kết quả chính xác và được hiệu chỉnh theo định kỳ. Rồi hợp đồng cung cấp dịch vụ vật tư thì là có một quy trình cho việc lựa chọn dịch vụ và sản phẩm có liên quan. Rồi, phải có sự lựa chọn nhà cung cấp vật tư, dụng cụ và dịch vụ quan trọng. Rồi chúng ta tìm hiểu về phần thứ hai là vật liệu, máy móc, thiết bị và các dụng cụ khác. Chúng ta tìm hiểu về thuốc thử, chất đối chiếu và vật liệu đối chiếu. Rồi chúng ta tìm hiểu về hiệu chuẩn, đánh giá hiệu năng và thẩm định thiết bị, dụng cụ. Rồi chúng ta phải truy xuất về nguồn gốc dụng cụ ha. Thì thuốc thử, tất cả thuốc thử, tức là thuốc thử nghĩa là ví dụ cái phản ứng nó định tính á, là chúng ta vẫn tạo màu, vẫn tạo các tổ, vẫn tạo đục kiểu gì thì nó gọi là mà thuốc thử đó chúng ta bỏ vô dù ví dụ nha, em nói ví dụ như là paracetamol phản chế cái thuốc thử đó ra cho ra màu đỏ kiểu đi, thì cái phần thuốc mà để bỏ vô ba kết hợp với có thuốc đó mà phản với paracetamol ra màu đỏ thì cái thuốc đó là gọi là thuốc thử. Vậy hình dung qua thuốc thử là gì đó, ví dụ như amoxicillin phản với thuốc phản với chất A sẽ ra màu xanh lục, thì cái chất thuốc chất A đó thì gọi là thuốc thử. Ừ. Tất cả thuốc thử và hóa chất bao gồm dung môi và nguyên vật liệu được sử dụng trong thử nghiệm và định lượng cần phải đảm bảo chất lượng. Ví dụ như thuốc thử, nếu thuốc thử đó chúng ta không đảm bảo chất lượng thì khi thử nó không lên màu, thử nó không có ra tạo tổ thì là đấu đường. Bởi vậy chúng ta phải có cái sự mà đảm bảo chất lượng thử. Rồi thuốc thử phải được mua từ nhà cung cấp uy tín và đã được phê duyệt và phải kèm theo chứng chỉ phân tích và tài liệu về dữ liệu an toàn của nguyên vật liệu. Rồi đối với nước à, nước phải được xem là một thuốc thử cần đề phòng tránh tạp nhiễm. Rồi chất lượng nước phải được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo các loại nước đều đáp ứng cái tiêu chuẩn chất lượng phù hợp. Rồi thuốc thử nè, một số thử chúng ta không có sẵn liền mà chúng ta có thể pha chế trước khi dùng, chúng là dùng ở đâu pha cho tới đó. Rồi vấn đề dụng là pha chế thuốc thử nè, phải được giao cho người có trình độ thích hợp. Rồi về quy trình pha chế theo các quy trình đã được quy định. Rồi sau khi pha phải được dán nhãn đầy đủ, rồi phải có sổ, phải có công thức pha theo tài liệu nào và tên người pha chế. Khi di chuyển thuốc thử phải giữ nguyên bao bì ban đầu nếu được. Em nói ví dụ như là chúng ta có sản phẩm có chi ót đi, thì thuốc thử chúng ta là hồ, ví dụ như hồ tinh bột sẽ hồ tinh bột ha, hồ tinh bột kết hợp với ót sẽ ra màu xanh ha, kiểu gì thì cái hồ tinh bột người ta gọi là thuốc thử. Chúng ta phải kiểm tra định kỳ thuốc thử. Nước cất và nước khử khoáng được coi là một loại thuốc thử. Khi nhận thuốc thử phải kiểm tra đảm bảo còn nguyên niêm phong và được bảo quản tại kho trung tâm có các kho phụ cho các chất dễ cháy, dễ phát nổ, dễ bay hơi. Rồi chúng ta tìm hiểu về chất đối chiếu và vật liệu đối chiếu. Các chất đối chiếu, chất chuẩn gốc hoặc chất đối chiếu gốc là một chất được thừa nhận rộng rãi khi việc sở hữu những đặc tính phù hợp trong một bối cảnh đặc biệt và đặc tính đó được chấp nhận mà không cần phải so sánh với một hóa chất nào khác. Tinh khiết và ổn định, không bị ổn, không bị hydrat hóa, thường có dung thường có trọng lượng phân tử cao. Chất đối chiếu là sao? Các anh chị hình dung ra. Ví dụ là chất đối chiếu là ví dụ một tử chúng ta
Ví dụ bạn thử là paracetamol đi, thì chất đối chiếu là chúng ta muốn định lượng nó, hay là ví dụ định lượng paracetamol trong một thử của chúng ta, thì chúng ta có chất đối chiếu là dù chất đối chiếu là chất chuẩn gốc á, chất đối chiếu gốc là chất chuẩn gốc, ví dụ như là chúng ta có paracetamol tinh khiết, thì chúng ta đo, ví dụ em mới nói ví dụ chúng ta đo nồng độ của chất đối chiếu, đo độ, mà ví dụ đo độ đo quang phổ của chất đối chiếu, từng nồng độ khác nhau. Em nói lại ha, ví dụ chúng ta tìm định lượng ra cái em nói lại ví dụ chúng ta định lượng ra hàm lượng paracetamol trong một thử, rồi thì chúng ta muốn đo được thì chúng ta phải có chất đối chiếu, rồi thì chúng ta sẽ xây dựng nồng độ của paracetamol của chất đối chiếu đó, là có một dải nồng độ, rồi chúng ta đo nồng độ một độ quang ra, và từ đó chúng ta vẽ ra cái đường thẳng về cái đường à, chúng ta phương trình là vẽ cái đường gì, rồi khi chúng ta đo ra được nồng độ của cái, sau đó chúng ta đo một độ quang. Ôi các chị học có phân tích chưa chị? À, không biết chị học quá không tích chứ em không biết luôn. Em nói lại ha, ví dụ chúng ta đo, nói từ lại từng từng từ 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 chị dùng ra, ví dụ chúng ta có cái phương có cái là đo nồng độ paracetamol trong mẫu thử của mình, thì muốn đo được thì chúng ta phải có cái chất đối chiếu gốc hoặc là chất chuẩn gốc, rồi chúng ta xây dựng một cái phương trình. À, đầu tiên chúng ta có một dải nồng độ của paracetamol, một dải nồng độ là dù là 1 2 3 4 5 6 gì đi, rồi theo cái một dải nồng độ là 1 2 3 4 5 6 của paracetamol của chất đối chiếu á, có nồng độ đây, rồi chúng ta đo từng nồng độ đó cái mật độ quang hấp thụ phụ ra bao nhiêu, từ đó chúng ta sẽ tạo ra cái phương trình, và phương trình nó có đường thẳng, như dùng phương trình ra đường thẳng đi, rồi từ đó chúng ta đo mật độ quang của cái chất mật thực, chúng ta muốn đo mật độ quang, đo phần hấp thu của cái mật thử chúng ta, từ đó chúng ta kéo qua chúng ta chiếu xuống là chúng ta sẽ được ra cái nồng độ hoặc là hàm lượng của mẫu thử của mình. Dùng không chị? Cái gì? À, cái gì không? Nếu không nhìn dùng thì em giảng cái xíu chị ha. À, đây là em vẽ chị em có xem em coi em. Em quên sao cho em chuyện. Đây. Ví dụ chất đối chiếu thì ước chi?
Ví dụ để giúp chúng ta quá trình mà chúng ta định lượng hoặc chúng ta định tính của kết thúc đó. Đây ví dụ như em giảng chị coi này cho dễ hiểu ha. Đây, chúng ta có cái nồng độ, vì chúng ta sẽ có cái nồng độ của thử ra. Chúng ta kẻ cái chúng ta có này nồng độ ha, em ghi nồng độ. Em dùng cái này dễ nó hơi xấu ha. Nồng độ rồi. Ví dụ chúng ta sẽ có cái mật độ quang là cái sự hấp thu của quang phổ á. Mật độ quang. Rồi, chúng ta pha cái giải nồng độ của mẫu thử. Ê, chúng ta pha giải nồng độ có một giải nồng độ của cái cho đối chiếu. Thì chúng ta sẽ ra chúng ta có nồng độ nào dùng một hay dù là một độ hai ba dùng nồng độ bốn ví dụ chúng ta pha nồng độ dùng 1 mg 1 mmol 1 2 3 4 thì chia ra gì nữa em rồi chúng ta đo mật độ quang của từng giải nồng độ đó chúng ta sẽ có phương trình đây rồi một đường thẳng đi rồi đó là phương trình của cái chất chất đối chiếu chất chuẩn gốc từ nồng độ này từ từ cái mật độ quang từ cái, chúng ta sẽ ra cái điểm dù là từ mật độ quang từ cái nồng độ một đi chúng ta sẽ có mật độ quang đây chúng ta sẽ có đường chấm chấm nè rồi đi chấm 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 đây đó à, từ đây chúng ta có cái phương trình đây rồi chúng ta đo mật độ quang tức là độ hấp thu ánh sáng của cái mẫu thử chúng ta mẫu thử là thuốc chúng ta mẫu thử ấy. Chúng ta ra đây rồi ra đây chúng ta có đây rồi rồi bây giờ chúng ta thử tìm nồng độ của cái của mẫu thử chúng ta ở đây nè chúng ta chiếu ra đường thẳng này chiếu đây rồi chúng ta chiếu xuống đó là chúng ta sẽ định tính ra được nồng độ hoặc hàm lượng của mẫu thử các chị đường hình dung được vậy được không? Hình dung không chị? Chị hiểu không? Chị hiểu không chị? Chị ơi, chị hiểu không? Được không chị? Anh chị nào hiểu nhưng nó hiểu không hiểu nó lại cho chị để sau này dùng ta nói cái chất chuẩn cái chất đối chiếu để làm chi hay chất chuẩn gốc làm gì hoặc là ví dụ là cái phương cái gì cái nguyên tắc để chúng ta đo hàm lượng nồng độ của một thuốc nó làm sao được không chị hiểu không à anh chị khó thế ạ à? Các anh chị khác hiểu không chị các anh chị lớp khác các anh chị khác hiểu không chị sau này ví dụ ta nói ở kiểm nghiệm thuốc cái nguyên tắc cơ bản để kiểm nghiệm thuốc là sao ví dụ như là có rất nhiều phương pháp để kiểm nghiệm thuốc ví dụ phương pháp hóa lý là đo nồng độ phương pháp quang phổ phương pháp xét ký khí xét ký lỏng đo phổ hồng ngoại đo phổ tử ngoại đo phổ nguyên tử cái kiểu gì đo phổ Quỳnh Quang đo phổ nguyên tử đo phổ nguyên tử đâu đó đo phổ nguyên tử đo phổ phân tử xét ký khí xét ký lỏng kiểu gì nhưng mà em đang dù anh đang trong trường hợp này ví dụ như là đo đo mật độ quang tức là quang phổ phân tử của một cái thuốc đó tức là một thuốc sẽ hấp thu ánh sáng ở một cái bước sóng khác nhau và nó sẽ cho ra cái màu sắc khác nhau vậy từ màu sắc khác nhau đó từ cái nồng độ mình đậm hay nhạt đó lỏng hay đậm đặc hoặc lỏng mà sẽ có mật độ quang khác nhau chúng ta thiết bị đo
mà bây giờ chúng ta anh chị, khác lớp, anh chị khác lớp mình, chị hiểu không? Nếu khó hiểu thì em nhăn nó lại, chị hiểu. Ủa sao lớp mình chị không, mấy anh chị không, hay nói vậy? Cái em chị, khác, chị khác hiểu không chị? Ủa không nói là hiểu hả? Mấy chị khác sao? Em ru là chắc là Thề giảng lại đi thầy ừ. cái phương trình đó, nếu mà mình có ví dụ mình muốn kiểm nghiệm paracetamol đó thầy, thì mình dùng máy quang phổ, xong rồi mình dùng một cái chất đối chiếu ha sao thầy, để cho nó có đạt chuẩn với gốc ha sao thầy, nói lại. Ê, bây giờ ví dụ như là em nói lại, ví nguyên em nói là có thể là nó không có, em đang nói trong nguyên tắc thôi nha, ví dụ thôi, chứ còn khi trong thực tế paracetamol không phải là người ta có thể, trong người ta thực tế là người ta học có định lượng bằng cách và quang phổ, nhưng mà em đang nói ví dụ cái nguyên tắc thử ha, ví dụ gì nguyên tắc và định lượng thuốc á, là bây giờ là tức là dùng paracetamol đi, nó sẽ hấp thụ ánh sáng ở bước sóng nào đó và nó cho cái thì sẽ ra cho quang phổ khác nhau, tức là quang phổ phân tử, quang phổ khác nhau, dùng một mà paracetamol hấp thu ở bộ bước sóng cố định, dùng 300 nanomet đi, ví dụ vậy, thì ở đó hấp thu xong nó sẽ ra, nó sẽ có màu sắc, rồi tùy theo nồng độ bên đậm hoặc nhạt mà nó cái sự mà nó sẽ ra màu sắc khác nhau, kiểu như ha. Rồi bây giờ chúng ta muốn như vậy á, thì chúng ta sẽ pha nồng độ paracetamol với nồng độ là ví dụ là 1 mmol, chỉ ra là 2 mmol, 3 mmol, 4 mmol, 5 mmol, thì chúng ta là sẽ làm một dải nồng độ khoảng chừng 5-6 cái gì đó, dùng 1, 2, 4, 5, 6, kiểu như tại anh em dễ bao cái thôi đó. Thì ví dụ nồng độ nhạt á, thì nó sẽ lên đây đó, nó có cái chúng ta dễ dùng nồng độ nhạt đi, thì nó sẽ hấp thu, nó sẽ phát sáng ra tới tới đây thôi, mặt độ bằng đây thôi đó. Rồi nồng độ đậm một chút thì nó sẽ có ra này, dù nồng độ đậm đây anh, dù nồng độ này đi, thì nó hấp thu nó cao hơn chút, rồi nồng độ đậm hơn nó hấp thu ra chút cao hơn, dù lên càng cao thì nó sẽ nồng độ đậm càng đậm đặc thì nó sẽ cao hơn chút, vậy như vậy chị ha. Đó, ở từ những cái điểm này nè, anh em dễ ha, từ điểm này, thì cái phần mềm của chúng ta, phần mềm tính á, nó sẽ có, nó sẽ giải giúp chúng ta vẽ cái đường, chúng ta nói những cái điểm này lại với nhau thì chúng ta sẽ ra một đường thẳng, kiểu gì ha, anh em dễ không có thẳng lắm, sẽ ra đường thẳng, thì em dễ không thẳng chị ha, đường thẳng. Rồi rồi bây giờ chúng ta đo mật độ quang của cái mẫu thử, chúng ta đâu biết nồng độ như đâu, chưa biết, thì chúng ta đo mật độ quang đây, rồi có gì hả, rồi chúng ta đo mật độ quang của cái thuốc chúng ta đo ra đây đó, thì đo đây thì chúng ta sẽ chiếu vô đường này và chúng ta sẽ chiếu xuống đây, thì chúng ta sẽ ra được nồng độ hoặc là hàm lượng của mẫu thử chúng ta. Cái phương trình đó, một là cái phương trình chúng ta thế số chúng ta tính thôi, hay là phần mềm tính luôn, nó sẽ chúng ta, đưa cái số ra, bấm máy tính ra ra chúng ta cái mẫu thử luôn. Chị hiểu, thế này hiểu chưa anh chị? Tức nghĩa là chúng ta muốn xác định cái nồng độ hàm lượng của cái mẫu thử chúng ta, là cái thuốc chúng ta, thì chúng ta phải có căn cứ vào đâu, tức là chúng ta phải có phương trình chúng ta xây dựng cái đường thẳng đây, thì muốn muốn có cái này thì chúng ta phải làm cái giải nồng độ của chất đối chiếu á,
giảm độ 1, 2, 4, 5, 6, 7 kiểu gì đi. Rồi từ cái rồi chúng ta đo cái từng nồng độ đó, chúng ta sẽ có cái mật độ quang, từng nồng độ sẽ có mật độ quang khác nhau, từng nồng độ mật độ quang khác nhau đó. Và từ đó chúng ta qua những cái điểm đó, chúng ta nối lại sẽ là cái đường đường thẳng đi đó. Từ đường thẳng đó, từ đường thẳng đó nó có phương trình rồi, là dụ y bằng ax cộng b, thầy xướng sẽ học kiểu gì thế. Rồi thì bây giờ chúng ta có mật độ quang rồi, chúng ta chiếu xuống chúng ta sẽ được nồng độ của thuốc vậy thôi, được không chị? Được không? Vậy gì đó, nguyên tắc định lượng là vậy đó. Thế chị hiểu chưa chị? Chị hiểu không? Được không? Rõ chưa chị? Lúc trước chúng ta học lên lớp à, đúng rồi, à, lúc trước chúng ta học ấy, thì muốn ấy thì có phương trình vẽ ra, có phương trình y dụ y, ví dụ là bây giờ là phương trình là chúng ta có mật độ quang, nó mật độ quang sẽ biến thiên bằng cách là bằng ví dụ là bằng biến thiên nồng độ, bằng nồng độ dụ y dùng y bằng để đẹp xóa nha. Vậy chúng ta phải xây dựng cái phương trình, là phương trình đó y bằng x cộng b dụ đi, y bằng ax, là lộn xưa đây nó học nè, ax cộng b. Rồi thì coi thì muốn có phương trình này chúng ta phải xây dựng nồng độ, kẻ được ra, kẻ được ra chúng ta thế vô là tính ra số thôi, ra nồng độ của thuốc rồi vậy ha, vậy thôi không có gì hết á. Rồi, chất đối chiếu thứ cấp, chuẩn thứ cấp là một chất có các đặc tính được gắn và hoặc nói chung các chị được, hoặc là được hiệu chuẩn bằng cách so sánh với một chất đối chiếu sơ cấp và chuẩn gốc. Rồi chất đối chiếu về quản lý, chất đối chiếu phải do một người chịu trách nhiệm chính và phải mở sổ theo dõi. Sổ theo dõi là ghi lại những thông tin sau, là số tự chất đối chiếu, tên, nguồn, số lô, quy cách đóng gói và điều kiện bảo quản, lưu hồ sơ về đặc tính, thông số kỹ thuật. Chất đối chiếu thứ cấp lưu lại các phương pháp và kết quả bảo quản nè, đúng điều kiện quy định và đánh giá định kỳ theo quy trình đánh giá chất đối chiếu. Tất cả các loại chất đối chiếu thứ cấp phải được đóng gói dán nhãn theo nguyên tắc đủ để dùng cho một lần kiểm nghiệm. Rồi, tiến hành đánh giá lại định kỳ hoặc đánh giá đột xuất, tiến hành kiểm tra hồi cuối nếu thì chất đối chiếu không đạt. Nếu chất đối chiếu không đạt thì chúng ta mẫu thử chúng ta sẽ không đạt rồi. Rồi chúng ta hiệu chuẩn, đánh giá hiệu năng và thẩm định thiết bị dụng cụ, thì tất cả các thiết bị dụng cụ và thiết bị khác, ví dụ như dụng cụ đo thể tích bằng thủy tinh và máy chia dịch tự động thuộc loại cần được hiệu chuẩn và được dán nhãn mã hóa định danh. Rồi thiết bị phòng thí nghiệm phải được qua thẩm định thiết kế, thiết bị đo lường phải được hiệu chuẩn định kỳ và có cần thiết lập quy trình cụ thể. Nói chung tất cả những thiết bị mà đo lường này nọ đó chúng ta phải có sự hiệu chuẩn, tại vì ví dụ máy xài thời gian cũng sẽ bị hư mài mòn kiểu gì đi đó, hoặc là cái sự không chính xác nữa thì nó phải có sự hiệu chuẩn, máy móc xài thời gian có sự hiệu chuẩn lại, tính làm đúng lại đấy, nghĩa vậy ha. Phải có bản hướng dẫn sử dụng các thiết bị phân tích, trong đó nêu rõ các thao tác căn bản. Rồi
mỗi thiết bị phải có một sổ ghi chép gọi là sổ liên lạc máy, gồm những thông tin sau, ví dụ là hư hỏng hay ngừng động, bảo trì và các bảo trì, ngày kết quả hiệu chỉnh, các hướng dẫn, vị trí đặt thiết bị, kết quả thẩm định, sản xuất, số lô, mã số, tên thiết bị, thường có thông tin này. Nói chung là ở đây chị hiểu giùm em là tất cả thiết bị phải có sự hiệu chỉnh, có sự hiệu chuẩn để nó chuẩn lại, chứ sợ thời gian nhiều khi nó bị nó không có chính xác nữa thì phải sự hiệu hiệu chuẩn nha. À, tới tới đây, tới đây học nè, tới thời điểm học nè, tới thi cử nè, nãy giờ cũng có cái chỗ thi cử em nhấn nhắc chút xíu rồi đó, giờ tới đây thi cử cho em cái nè, học nghe cái nè. À, thực hiện, ôi ai nghe hồi xạo ta. Rồi tới phần học thi nè, học cho em đi. À, thực hiện thêm một lịch cụ thể và lưu vào sổ của máy. Máy đo pH phải được đánh giá bằng các dung dịch đệm trước khi sử dụng. Máy đo pH là đo kiềm axit đó. Rồi máy đo pH được đánh giá bằng cách bằng các dung dịch đệm trước khi sử dụng, là trước khi sử dụng phải hiệu chuẩn đó. Rồi cần phân tích, cần được kiểm tra hàng ngày. Rồi máy quang phổ hấp thu tử ngoại hàng tháng, ngoài máy quang phổ hồng ngoại hàng quý. Máy đo phổ hồng ngoại hàng quý ha. Rồi cần máy đo khúc xạ và máy quang phổ 6 tháng lần. Nhớ nghe, máy pH trước sử dụng là phải hiệu chuẩn. Rồi cần phân tích, cần mà cần chính xác nhất phân tích là cần tới mấy con số 0 chứ sao á, là phải hàng ngày. Mấy cái máy quang phổ tử ngoại thì hàng tháng, hồng ngoại thì hàng quý. Rồi cần máy đo khúc xạ, máy quang phổ á, thì 6 tháng lần cân thường á, cần phân tích là hàng ngày nha, cân thường thì là 6 tháng lần. Đây học cho em cái này, học cái này cho em. Ví dụ này đây là đó, mà đâu mới đâu pH nè. Đó. Nên tất cả quý vị phân tích cần hiệu chỉnh và đưa đánh số dán nhãn khi tình trạng hiệu chỉnh và ngày hiệu chỉnh tiếp theo. Các thiết bị không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật phải đưa đánh dấu và dán nhãn rõ ràng, không được đưa vào sử dụng mà phải cách ly riêng. Rồi phần thi xuất bằng gốc, kết quả của thử nghiệm có thể truy xuất bằng gốc nếu cần đến tận chất chuẩn gốc. Tất cả các hiệu chuẩn hoặc thẩm định thiết bị có thể truy xuất nguồn gốc đến các vật liệu đối chiếu đã được chứng nhận và đến các đơn vị sản xuất, truy xuất nguồn gốc đo lường. Rồi phần 3 là phần quy trình kiểm nghiệm, có là phần nhận mẫu, hồ sơ kiểm nghiệm, thẩm định quy trình phân tích, rồi thử nghiệm, đánh giá kết quả thử nghiệm, phiếu kiểm nghiệm và phần mẫu lưu. Thì phần quy trình kiểm nghiệm thì chúng ta thường gặp tới quá trình là ba quá trình là lấy mẫu, nhận mẫu, lưu mẫu. Gói gọn trong thường ba cái thao tác này. Lấy mẫu định nghĩa ha, là công đoạn chọn ra một phần nguyên liệu thành phẩm hay bán thành phẩm để kiểm nghiệm. Thì đối tượng lấy mẫu có là nguyên liệu, thành phẩm hoặc bán thành phẩm. À, nguyên liệu là cái ban đầu á, chưa sản xuất ra nguyên liệu. Rồi thành phẩm là sao, là thành phẩm là sản phẩm cuối cùng, còn bán thành phẩm là những sản phẩm trung gian. Ví dụ như là dạp viên nén thì cái viên nén cuối cùng đó là cái thành phẩm đó, còn nguyên liệu ban đầu để sản xuất viên nén thì là nguyên liệu, còn bán thành phẩm ví dụ như giữa chừng là cái cơm sau khi ta cơm cơm hoặc là bột đó, cứ sau khi sắc cơm rồi sấy cơm này trước khi dẹp viên á, thì đây gọi là bán thành phẩm, là những sản phẩm trung gian. Rồi các trường hợp lấy mẫu như từ kiểm tra chất lượng, từ lấy mẫu do cán bộ chuyên môn của bộ phận kiểm tra chất lượng tiến hành, tức là tại bộ phận của công ty á, tự họ làm kiểm tra chất lượng của họ. À,
Trường hợp thứ hai là thanh tra kiểm tra chất lượng thuốc tiến hành theo kế hoạch, có thông tin về chất lượng thuốc rồi lấy mẫu cho cán bộ đoàn kiểm nghiệm tra thực hiện. Nơi lấy mẫu là nơi sản xuất, bảo quản, phân phối, vị trí lấy mẫu phải sạch và môi trường phải sạch luôn. Người lấy mẫu phải có hiểu biết về kiểm nghiệm thuốc, nắm được các văn bản pháp quy quản lý chất lượng thuốc, thủ tục pháp lý, nắm được các thao tác kỹ thuật lấy mẫu. Rồi ở công đoạn lấy mẫu ấy, chúng ta phải kiểm tra khi chúng ta lấy mẫu, trước khi lấy mẫu, và chúng ta phải quan tâm đến dụng cụ lấy mẫu và đầu đựng mẫu. Rồi chúng ta phải xem xét bao bì bên ngoài, quan sát sản phẩm bên trong. Tất cả nhận xét về cảm quan phải được ghi vào biên bản, ví dụ như là cái bột nó có tơi khô tơi sót không, viên có mất màu không, viên có cái màu sắc, những cái màu sắc của viên thuốc trong cái vỉ đó có đồng đều nhau không. Chúng ta tất cả những gì chúng cảm quan nhận được và cái viên thuốc đó chúng ta phải ghi vào biên bản hết. Và cái dụng cụ lấy mẫu phải sạch khô kín, sau khi lấy mẫu phải đóng gói và ghi nhãn cẩn thận. Rồi thao tác là phải thao lấy mẫu là phải thận trọng tỉ mỉ tránh gây nhiễm. Phương thức lấy mẫu, người lấy mẫu phải tự lấy mẫu, ghi nhãn là biên bản, đóng gói, niêm phong và bảo quản mẫu. Chất lượng mẫu lấy phải đủ để làm lại các thử nghiệm ít nhất 3 lần và để lưu mẫu. Nói chung chỉ lấy mẫu làm sao phải cái thí nghiệm đó phải được thực hiện ít nhất 3 lần và để lưu mẫu. Đây là cái mẫu phân tích mẫu lưu, thì các anh chị thấy là lúc trước là em đã phần này lúc trước công tác kiểm nghiệm em đã nói sơ chị rồi. Số lượng lấy tại là đây là đầu nguồn nè, là tại kho công ty xét nghiệm đầu nguồn, còn cuối nguồn là tới cuối nguồn, tức là sao, thì là tới trước khi tới tay người tiêu dùng thì là cuối nguồn á. Ví dụ như là ở nhà thuốc hoặc hay dùng bệnh viện thì trước khi bệnh nhân lấy cái đó đó thì nên gọi là cuối nguồn, là trước khi mà phát cho bệnh nhân thì ngày trước phát cho người tiêu dùng thì gọi là cuối nguồn, còn đầu nguồn là tại kho công ty hoặc là nhà máy sản xuất. Rồi cái này mẫu riêng, mẫu chung, mẫu ban đầu thì hồi nãy chúng ta học rồi ha. Và nhận mẫu thì mẫu và các hồ sơ kèm theo được gửi đến bộ phận đăng ký mẫu. Rồi bộ phận đăng ký mẫu phải kiểm tra mẫu theo cầu sao, tình trạng niêm phong của mẫu, tình trạng bao bì và nhãn. Rồi nhận mẫu, nếu là mẫu do cơ sở gửi thì phải có tên đơn vị gửi mẫu, tên cơ sở sản xuất, tên sản phẩm, dạng bào chế, nồng độ hàm lượng, số lô hàng dùng, cỡ mẫu, lý do kiểm nghiệm, yêu cầu kiểm nghiệm, tức là tiêu chuẩn áp dụng, ngày giao nhận mẫu. Rồi tất cả mẫu và hồ sơ phải đánh số, mẫu phải được bảo quản phù hợp, khi chuyển mẫu kèm theo bản sao tất cả hồ sơ tài liệu cần thiết, mẫu được gửi qua đường bưu điện kiểm tra niêm phong và thủ tục quy định. Về phần gì, hồ sơ kiểm nghiệm là một tài liệu nội bộ để các kiểm nghiệm viên sử dụng để ghi lại thông tin về mẫu, quy trình kiểm nghiệm, tính toán và kết quả kiểm nghiệm, còn có hồ sơ kiểm nghiệm quy trình thao tác chuẩn và các hồ sơ tài liệu khác. Rồi hồ sơ kiểm nghiệm gồm có là sổ tay kiểm nghiệm viên, hồ sơ phân tích, phiếu kiểm nghiệm và phiếu phân tích, lưu trong suốt thời gian sử dụng của thuốc và theo các quy định hiện hành về lưu trữ hồ sơ tài liệu. Khi hết hạn thời gian lưu phải làm thủ tục hủy theo đúng quy định. Rồi về sổ tay kiểm nghiệm viên là sổ tay kiểm nghiệm viên ghi lại các kết quả, các tính toán, số liệu và nhận xét có liên quan đến việc phân tích một mẫu. Sổ phải được đánh số trang và không được dùng bút chì để ghi chép, không được tẩy xóa và đè lên. Phải có những đầy đủ thông tin về mẫu, phương pháp thử và kết quả phân tích. Số đăng ký của mẫu, tên mẫu, nơi sản xuất, số lô hạn dùng, số đăng ký, người và nơi ghi mẫu, yêu cầu phân tích số ngày, tháng, nội dung. Này, nghe chị đọc để biết thôi ha, đọc để hiểu.
Rồi, viên kiểm nghiệm thì phân tích, xây dựng các kết quả phân tích và đưa ra kết luận cuối cùng về việc kiểm tra một mẫu. Ví dụ như em cho chị coi lại thí nghiệm của vitamin B1 và thí nghiệm của amoxicillin. Đây, ví dụ là nó sẽ cơ hơi khó nhìn ha. Ví dụ đây là phiếu kiểm nghiệm của à, đây là phiếu kiểm nghiệm của một cái thuốc nào à, thuốc đông y. Dù thuốc đông y gia truyền đi thì nó sẽ có cái ví dụ như là mẫu kiểm nghiệm là dùng thuốc đặc thuốc thuốc đặc trị diêm lợi nhà, dù là nơi sản xuất và số lô hạn dùng, rồi số đăng ký kiểm nghiệm là do mã hóa và do cái nhà công ty mã hóa ra, rồi hạn số đăng ký, rồi đơn vị gửi mẫu là đâu, là ai gửi tới, đơn vị gửi mẫu là công ty nào gửi tới, chỗ nào gửi tới, và người giao mẫu là ai, rồi người nhận mẫu là ai khi ghi vô. Rồi nhà giao nhận mẫu rồi yêu cầu kiểm nghiệm giúp là cái gì, rồi tiêu chuẩn hoặc là áp dụng, rồi tình trạng khi nhận mẫu là ghi ra, dù là mẫu được đóng trong chai có dán nhãn in bao bì bằng hộp giấy, lượng mẫu gửi tới là 30 chai, thì chúng ta sẽ có ghi 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 cảm khi là ghi tình trạng mẫu bằng cảm quan có nhìn thấy gì ghi đó đó đó. Ở đây chúng ta sẽ có dụ là những chỉ tiêu mức chất lượng kết quả, anh chị nhớ nghe, định tính á là chỉ đúng đúng hoặc không đúng nghe, còn định lượng hoặc những khác á là đạt hay không đạt nghe, chứ đừng có lộn nha. Ví dụ đây là định lượng, ví dụ bên tay phải chị nè, định lượng là thuốc gì đó, thuốc thuốc hoàng đông y á, thì cũng vậy. Chúng ta sẽ có người tất cả thông tin về phần hành chính đây này có đủ hết rồi. Vậy nhớ nè, định tính là đúng chứ mốt kiểm nghiệm ra ủa định tính là nghe kết luận là đạt hay không đạt rồi, không phải nha. Định tính á, tiếng định tính với là xác định tính là sao, xác định cái thuốc đó là phải đó hay không, à, định tính là xác định cái đó phải cái đó hay không, à, định tính là xác định cái chất đó có đúng là chất mà ghi được nhãn hay không, là xác định có những cái chất mà chúng ta kiểm nghiệm ra có phải là trong đúng như là cái mà ta đang ghi được hợp không, định tính là xác định đó là phải cái đó không, thì là định tính thì xác định chỉ có đúng có phải không đó, thì chỉ có là đúng không đúng thôi chứ không được đạt nha, vậy là không phải. Còn định lượng hay những chỉ tiêu khác thì là đạt không đạt, nhớ định tính là xác định coi là cái này là phải cái đó không thì là đúng. Rồi khi làm quy trình phân tích, à, mục tiếp theo là thẩm định quy trình phân tích. Khi làm quy trình phân tích dự kiến sử dụng khi thực hiện, việc thẩm định phải được thực hiện theo một đề cương thẩm định, trong đó bao gồm chi tiêu, hiệu năng phân tích và được xác nhận đối với các quy trình phân tích khác nhau. Các phương pháp trong dự điển đã được coi là được thẩm định với các mục đích sử dụng theo mô tả trong các kết luận. Nói chung là sao? Nói chung là cái gì trong dự điển có sẵn rồi á, thì chúng ta làm theo, chúng ta không cần phải thẩm định. Chị nhớ giùm em nha, cái nào mà trong dự điển ghi ra rồi á, làm theo gì thì không cần phải thẩm định. Còn khi chúng ta công ty chúng ta tự chế ra một quy định khác làm khác so với dự điển thì cái quy trình đó chúng ta phải có sự thẩm định. Chị nhớ nha, ví dụ như là dự điển Việt Nam quy định làm gì vậy, xong dự điển Việt Nam á quy định làm vậy, bước đó làm vậy vậy đó là quy trình phân tích máy móc nào xong rồi, phương pháp nào đang vậy rồi, thì chúng ta
áp dụng theo, không cần phải thẩm định, nó được thẩm định sẵn trước rồi. Và nếu chúng ta tự chế ra quy định khác so với dược điển thì quy định đó bắt buộc chúng ta phải có thẩm định, quy định phân tích. Các chị hỷ nghĩ vậy thôi, hỷ vậy thôi ha. Rồi thử nghiệm, theo các bạn của phòng thí nghiệm sau khi đã qua các bước ban đầu, quy trình thử nghiệm phải được mô tả chi tiết cụ thể và phải được cung cấp đủ thông tin đảm bảo kiểm nghiệm viên khi tiến hành thử nghiệm theo quy trình đã cậy rồi. Thử nghiệm khi kết quả thu được rõ ràng thì là không cần lặp lại, hoặc là lặp lại ít nhất 2 lần và lấy giá trị trung bình. Tức là kết quả rõ ràng rồi thì chúng ta không cần lặp lại, hoặc một số trường hợp thì có là lặp lại ít nhất 2 lần và lại giá trị trung bình. Còn khi kết quả thu được không rõ ràng thì ít nhất phải lặp lại thử nghiệm 2 lần và cho cùng một kiểm nghiệm viên khác làm. Và nếu kết quả cho 2 kiểm nghiệm viên không khớp thì phải tìm hiểu nguyên nhân. Tức là ở đây anh chị hiểu hay sao? Anh chị sẽ có một người sẽ hỏi là thắc mắc là ủa không cần lặp lại mà sao lặp lại ít nhất 2 lần với chứ trung bình? Tức là nếu kết quả thu được rõ ràng rồi thì chúng ta làm cái thí nghiệm đó 2 lần và chứ trung bình của một người làm, tức là chúng ta sẽ làm 2 lần với chứ trung bình, nhất 2 lần với chứ trung bình không cần lặp lại. Tức là chúng ta không cần đổi tay kiểm nghiệm viên của một người đã làm. Hình dung ha, không gặp lại thì tức là không cần lặp lại một người khác làm, một người làm thôi, nhưng mà kết quả chúng ta phải làm ít nhất 2 lần để lấy trung bình, chứ mà làm 1 lần thì chưa nên cậy. Còn nếu như mà kết quả thu được không rõ ràng thì phải đổi tay, có tay người khác làm. Nếu nó khớp nhau thì chúng ta chấp nhận cái nếu hai người làm khác nhau, hai người khác nhau cùng làm thì nếu kết quả nó khớp thì là chúng ta nghĩ là như nó sai thiệt. Còn nếu kết quả mà không có khớp thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân, lý do không khớp, ai ai đúng ai sai. Rồi đánh giá kết quả thử nghiệm, rà soát kết quả thí nghiệm, tiến hành thử nghiệm lại với thử nghiệm phát hiện sai sót. Rồi báo các kết quả phân tích, báo các kết quả phân tích và là tổng hợp các kết quả thử nghiệm và kết luận đối với mẫu được kiểm nghiệm. Báo các kết quả phân tích được ghi là nội dung báo các kết quả phân tích, thông tin về mẫu, số đăng ký kiểm nghiệm, số phiếu phân tích của mẫu, ngày nhận, thông tin phân tích, tên và địa chỉ của phòng thí nghiệm, người và người gây mẫu, tên mẫu, mô tả và số lô của mẫu thử nghiệm, tình trạng mẫu, mục đích thử nghiệm, quy trình và tiêu chuẩn tham chiếu, ví dụ như là dược điển Việt Nam năm hoặc là cái những cơ sở, rồi kết quả hoặc kết quả kèm theo độ lệch chuẩn nếu có của tất cả các thử nghiệm đã thực hiện, kết quả và bàn luận kết quả. Rồi phiếu kiểm nghiệm thì đảm bảo không như sau nè: số đăng ký kiểm nghiệm của mẫu, ngày nhận mẫu, tên và địa chỉ của phòng thí nghiệm tiến hành thử nghiệm, tên và địa chỉ của người người mẫu yêu cầu thử nghiệm, tên mẫu, mẫu mô tả và số lô của mẫu thử nghiệm nếu có, tên và địa chỉ của nhà sản xuất và nếu có thể của nhà đóng gói hoặc là đóng gói lại hoặc nhà cung cấp. Rồi tiêu chuẩn chất lượng áp dụng, kết quả của tất cả thử nghiệm đã thực hiện thì lúc nãy em cho anh chị coi ha. Rồi kết luận và việc mẫu có đạt giới hạn yêu cầu theo tiêu chuẩn chất lượng đã thử hay không. Rồi ngày hết hạn hoặc ngày kiểm tra lại nếu áp dụng, ngày kết thúc thử nghiệm, chữ ký của người phụ trách phòng thí nghiệm hoặc người có thẩm quyền. Lưu mẫu, mẫu lưu phải có cùng nguồn gốc như mẫu thử, tức là cái mẫu thử và mẫu lưu phải giống nhau.
chứ không phải luôn mẫu khác không được ha. Mẫu lưu phải được lưu trữ đầy đủ bởi bộ phận đăng ký mẫu, số lượng mẫu lưu đủ cho 3 lần kiểm nghiệm. Nhớ chị nhấn 3, số lượng mẫu lưu đủ cho 3 lần kiểm nghiệm. Mẫu lưu phải cần được an toàn và bảo quản đúng. Đối với cơ sở sản xuất phân phối thì lượng mẫu lưu phải lớn hơn bằng 3 tháng sau khi hết hạn dùng. Rồi đối với cơ quan kiểm nghiệm là lớn bằng 2 năm kể từ ngày lấy mẫu. Các chị nhớ em cái này nha. Mẫu lưu, số lượng mẫu lưu làm sao phải đủ cho 3 lần kiểm nghiệm. Thứ hai là, thứ nhất là mẫu lưu phải đủ 3 lần kiểm nghiệm. Thứ hai là mẫu lưu phải có vùng vùng gốc y chang như mẫu thử luôn. Rồi phải được bảo quản đúng. Rồi sao lưu sao, đối với cơ sở sản xuất hoặc cơ sở phân phối thì mẫu lưu được lưu lớn 3 tháng sau khi hết hạn dùng, còn nếu quên cơ quan kiểm nghiệm thì lớn bằng 2 năm kể từ ngày lấy mẫu. Cái này chị học em sẽ làm giùm em ha. Bây giờ là tám, bây giờ 9 giờ 16 phút, các chị nghỉ lao cho em 14 phút à, tới 9 giờ rưỡi chúng ta bắt đầu tiếp anh chị, 9 giờ rưỡi bắt đầu lại ha, 9 giờ rưỡi đúng 9 giờ 30 phút chúng ta bắt đầu lại, nghỉ lao 14 phút thôi.
Cái gì nhất nữa có 15.000 nhiều là 15.
Dạ chào mừng các anh chị quay lại ha. Sao không nghe em không nghe được nữa, tại nãy gì mình nhảy lao một tí đó. Nãy mình nhảy lao một tí. Rồi các anh chị học cho em cái slide này kỹ chị ha, cái vấn đề lưu mẫu nè. Rồi cái thứ hai là phần thứ tư là an toàn cấu định chung, thì trong khi làm việc thì kiểm nghiệm viên phải mặc áo choàng dùng cho phòng kiểm nghiệm hoặc các trang phục bảo hộ lao động thích hợp khác. Tất cả các bình đựng hóa chất phải được dán nhãn và ghi nhãn đặc biệt, ví dụ là độc, dễ cháy hoặc ăn mòn. Rồi, kiểm nghiệm viên không được làm một việc một mình trong phòng kiểm nghiệm. Tất cả nhân viên phòng kiểm nghiệm phải được huấn luyện về các sơ cứu, cấp cứu và dùng chất giải độc. Rồi các phương tiện bảo hộ lao động là kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay phải được trang bị đầy đủ, phải dùng quả bóp cao su khi sử dụng pipette và ống siphon. Nhân viên phòng kiểm nghiệm phải được hướng dẫn cách sử dụng an toàn dụng cụ thủy tinh, hóa chất ăn mòn, các dung môi và quy định về an toàn lao động trong khi pha chế hoặc tiến hành kiểm nghiệm. Khi tiến hành các phân hóa học mạnh, nguy hiểm và khó kiểm soát phải đặc biệt thận trọng và tuân theo đúng cái hướng dẫn. Đây là dù khi chúng ta sử dụng cái pipette, sử dụng cái pipette này, sử dụng cái pipette này phải dùng quả bóp cao su để bóp lên chứ không được dùng miệng hút nha. Đó. Hay dùng cái bô bóp này, bóp cao su dùng loại nào cũng được. Rồi, đóng vai chất độc hại, tránh những tiếp xúc không cần thiết với thuốc thử, đặc biệt là dung môi và dung môi hữu cơ, dung môi bơi hơi, tất cả thường đa phần dung môi hữu cơ rất là độc, rất là độc. Ừ. Nên chúng ta phải có sự bảo hộ lao động khẩu trang kỹ càng lắm nha, với dung môi hữu cơ rất là độc. Ừ. Hạn chế sử dụng các chất gây ung thư hoặc gây đột biến đã biết, nếu có thể các chất này phải được loại bỏ hoàn toàn. Chúng ta cố gắng thay thế cái dung môi thử và dung môi độc hại bằng các chất ít độc hơn, đặc biệt khi nghiên cứu các phương pháp thử mới. Rồi xử chất thải. Quán sử dụng hóa chất ít nhất có thể được nhằm giảm thiểu lượng chất thải, không được thải trực tiếp vào hệ thống nước sinh hoạt, mà phải được xử lý bằng pháp phương tiện dụng cụ thích hợp. Rồi các hóa chất độc, ăn mòn, cháy nổ, các axit bazơ mạnh phải được vô hiệu hóa, làm loãng hoặc trung hòa trước khi thải. Anh đi em, bây giờ các anh chị thử cho em trả lời cho em một câu hỏi đi, kiểm tra ngắn gọn chị luôn. Các anh chị đã đó học quá rồi, hoặc là học quá phân tích rồi, học quá cấp 3 rồi, xong rồi. Các anh chị cho em hỏi thử nè, để các anh chị pha loãng axit, bây giờ sulfuric đi, từ đặc đậm đặc sang loãng, các anh chị pha làm sao? Các anh chị là bỏ nước vào axit hay là Đổ bỏ, axit vào nước này, hả? đổ axit vô nước Đúng rồi, đó sẽ dạng để nó nước, háo nước quá là phỏng hả? á, axit háo nước là dễ bị bỏng. Dây bỏng pha axit vào nước từ từ, đúng rồi. Thì cái bài hôm nay đến cái slide này là hết.
Nãy em quên rồi, nó còn nhiều slide em cho chị giải lao, cái này học hết luôn vậy sớm mà. Thì cái phần này các anh chị nhớ giùm em cái là định nghĩa, học lại thôi, tại phần trước là chúng ta học kỹ rồi. Các anh chị đừng nghĩ em mẫu thử, mẫu lưu ý, mẫu mẫu bằng đầu, mẫu riêng, mẫu chung, rồi mẫu cuối cùng, mẫu phân tích, mẫu lưu. Các anh chị học với em phần đó. Cái phần thứ hai các anh chị, cái mẫu lưu á, cô thèm bảo quản là thèm lưu mẫu bao lâu. Hai anh chị học em phần đó. Rồi các anh chị coi cái thử nghiệm đối với kết quả rõ ràng, kết quả không rõ ràng, chị học phần này cho em. Rồi chị phải nhớ cho em biết là đối với định tính thì kết quả chúng ta nhớ là đúng hoặc không đúng, hoặc không đúng ha. Rồi những chỉ tiêu khác đạt không đạt nha. Nhớ định tính là phải là đạt không đạt nha. Ôi, định tính là phải ghi là đúng hoặc không đúng. Định tính tức như là coi cái đó phải cái đó hay không đó, thì định tính. Rồi cái phần cái bảng này chị nhớ giúp em cái là số lượng lấy cuối nguồn lúc nào cũng nhỏ hơn đầu nguồn à. Đó, nhỏ đầu nguồn. Rồi, anh chị học giùm em cái chỗ mà cái hiệu chuẩn á. Đâu anh, hiệu chuẩn. Hiệu chuẩn, thời gian hiệu chuẩn nè. Tùy theo cái mà hiệu chuẩn nha. Mấy cái này qua là quan trọng, là những nội dung đó các chị phải học thuộc. Còn những râu ria sao, râu ria sao á, thì các anh chị học đọc để biết, để hiểu, để sau này dù có chúng ta có làm lỡ có làm vấn đề đó thì chúng ta cũng biết, nói tới đó cũng biết. Còn những cái hoạt học là những chị phải học để biết vấn đề đó thôi. Rồi em gửi các anh chị vô cái gì đợi xíu.